Thằng nó dọa tôi là tôi chuẩn bị là sẽ bị ở tù trong gọi là federal prison, là cái tù liên bang. Tôi thấy nó thật cười làm sao, cái tại sao mà trên đời này cái người mà sống đang bên Mỹ mà họ lại còn quan tưởng đến ở mức độ khủng khiếp như vậy. Các bạn thấy không, nó lạ đời cái gì. Cuộc sống của tôi vẫn bình thường thôi, tôi vẫn sinh hoạt bình thường thôi. Tôi nói bây giờ mấy thằng mà ba que xỏ lá mà nó đụng, nó chỉ cần đụng bước tới nhà tôi ở đằng trước thôi, tôi bảo đảm các bạn mấy thằng này không đi tù ngay lập tức nữa thôi, nó cầm liền ngay lập tức. Tại bây giờ hồ sơ của tôi nó đã nằm trong cảnh sát liên bang rồi, mà cảnh sát liên bang hiện đang điều tra mở rộng về vụ này. Mình nói về những gì chứng cứ đó, đưa ra những cái chứng cứ mà nói là tôi phản bội nước Mỹ, tôi nói xấu nước Mỹ, tôi nói những cái điều về nước Mỹ. Cái đó là gọi là quyền tự do ngôn luận của một người công dân Mỹ đó. Ở trong cái hiến pháp Hoa Kỳ nó đã có những cái sự rất là rõ ràng đấy. Tôi nói bất cứ điều gì nó không làm ảnh hưởng đến an nguy hay quyền lợi của Mỹ, tôi nói lên những cái vấn đề nó nằm trong cái khuôn khổ của pháp luật Mỹ rất là rõ ràng. Chỉ có những kẻ mà đi đi chổng đầu xuống đất thì họ mới cho tôi là một cái người gọi là phản bội nước Mỹ. Tầm bậy, cái đó là tầm bậy, rất là bậy, bậy vô cùng, không có chứng cứ. Tôi nói cái vụ án này nó còn rất là nhiều, nó còn dài và nó còn nhiều cái trò chơi rất là hay. Tôi sẽ kiên trì, tôi sẽ kiên trì. Hôm nay tôi đang ngồi ở nhà thì tôi đang mở máy lên thì có một anh bạn này cũng trẻ ở trong nước, tôi nghĩ là trong nước, ngồi nói chuyện với tôi cũng khuyên tôi, an ủi tôi, giống tôi cũng phái. Cảm ơn em, em ủng hộ anh. Rồi bắt đầu tôi không biết anh ta như thế nào, anh ta lại bảo tôi rằng anh tranh đấu bên đó như vậy, anh nên lấy những cái hình của anh xuống, anh đừng có nói về nước Mỹ nhiều quá. Anh lấy những cái hình của anh trên Facebook rồi hình ảnh anh ấy nói, tại sao tôi phải làm vậy? Tôi có cái lý tưởng của tôi là người Việt Nam, tôi có cái lý tưởng của tôi. Rồi đem ra so sánh, bảo tôi rằng là so sánh cái vụ của ông Trần Trường. Tôi nói anh nhìn tôi với ông Trần Trường có giống nhau, tên tôi nó cũng khác đó, và cái con người của tôi nó cũng khác, là tôi bật luôn. Tôi nói cái đó là không không sự vô ý thức và không hiểu biết. Tranh đấu mình phải có một cái lý tưởng và mình phải có rõ ràng. Cái trường hợp của ông Trần Trường có nhiều người bao que xỏ lá mà chống cộng ở trên các diễn đàn mạng, họ cũng hù dọa tôi, nói là tôi sẽ là Trần Trường thứ hai. Nếu mà tôi là Trần Trường thứ hai thì nói chung là cái cả cái nước Mỹ này, những cái cộng đồng mà những cái người mà chống cộng quá khích họ đã làm loạn lên rồi, họ là làm náo loạn lên rồi. Tôi nói các bạn biết hôm tuần rồi đó, họ có hành động, họ đi ra ngoài cái thị trấn nhỏ của Litchfield, nó là một cái thị trấn, cái nơi tiếp dân, nó không phải là một cái tòa án, nó gọi là cái city hall. Các bạn biết Mỹ là city hall, là cái nơi tiếp dân, mà tụi nó sử dụng những cái cách mà tuyên truyền bịa đặt của tôi. Nó nói là những người đó ra mà đó đem tôi ra tòa, không phải như vậy. Các bạn biết muốn đem một người nào đó ra tòa, bạn phải nộp đơn và bạn phải có thu thập đủ một cái bằng chứng, mà cái bằng chứng đó đủ để tố cáo một một người nào đó phạm luật, phạm tội hay phạm gì đó, mới mới rồi tòa án bắt bạn phải đóng một cái tiền lệ phí xuống đó, đóng một cái tiền lệ phí gọi là nộp đơn, và sau đó phải chờ chờ ngày cái người bên tòa án đó họ mới gửi giấy để mời cái người mà bị tố đó ra tòa và điều điều trần cái sự việc như thế nào. Chứ đâu phải tự nhiên xách một đám cờ vàng gì đó xuống đó, đá đá lại mình trong sức lại mình đá đá rồi lên mạng rồi đánh Lợi Minh làm hình mặc áo bỏ đô ở tù, rồi số phận của Lợi Minh. Ê, màng ơi, nếu mà nói về vấn đề những người này, họ đang, như tôi đã nói, họ đang tự đào một cái hố sâu, họ đang tự đào một hố sâu. Tôi đang chờ để cho họ diễn rất là hay, họ diễn càng nhiều càng tốt. Tại hiện nay bên FBI cảnh sát hình sự người ta đang điều tra rất là rộng đấy. Tôi rất là mong muốn họ sẽ đi sâu vào cái cộng đồng Việt Nam để coi những cái người cộng đồng Việt Nam, những cái mà nhất là những người mà chống chống cộng cực đoan ở trên các diễn đàn bàn mạng đó, họ rất là khát máu. Ngay cả Victor Ho, Victor Ho
Victor Ho đâu bên Cali cũng dọa nạt tôi lắm, tôi cũng có đưa những cái đoạn video đó cho cảnh sát đấy, và một số người ngay cả đem tôi ra bầm thay bầm thịt đồ ghê lắm, mà làm đủ kiểu đủ cách hết, mà trong khi đó tố tôi là nói là tôi là một cái người gọi là quấy rối cộng đồng rồi là gây hấn cộng đồng. Tôi đâu có biết mấy ông cộng đồng là ai, mấy ông lấy đâu ra vậy? Tôi đang nói chuyện với lại ở trên các diễn đàn mạng, là tôi nói chuyện với những người anh em của tôi như là Vương hay Duy vân vân vân, Nhiên rồi một số anh chị các bạn, Phương rồi một rất là nhiều người, là trong một cái nội diễn đàn của anh em mình, và những người đó họ tự động họ vào nhà của người ta rồi họ họ chửi bới và họ nhảy đẳng lên rồi họ bảo là mình khiêu khích với họ. Không, tôi không có ngu, tôi không có thể nào mắc bẫy bọn họ. Họ Nhưng tìm đủ mà mọi cách để cho tôi lộ lộ diện ra để đặng mà trực tiếp mà chống với họ ở ngoài đời. Nó nổ, tụi nó đó, nói tôi trốn với con chuột con chó lắm lắm kệ. nhưng mà anh thấy là một cái điều rất ư là nghịch lý không? Trong khi đó anh lên anh đâu nói vấn đề gì đâu, nhưng mà tại sao mọi người cứ đeo theo là ừ nào là nói là chống phá nước Mỹ, còn trong khi đích thân những người đó dùng những từ ngữ kêu gọi người dân Việt Nam xuống đường biểu tình lật đổ chế độ để đòi nước Đây, đây, thì đây. tại sao cái người dân trong nước không không lên án được? Đấy, Đúng chưa? ngay cả cái thằng Ly Xà mà nó kêu người dân là thảy bơm xăng đồ này kia. Đó Bây giờ mà làm ba sạch nó, những con đấy, các người bạn thấy mà không? những con người Đó. gọi là nó không còn một cái gọi tính cách của một người, nhân tính của một con người, nhưng mà cả đám vào đó tung hô mà trong khi không vấn đề gì. Còn ở đất nước người ta đang yên đang bình, tất cả mọi người cứ livestream nào là các anh em hãy tập hợp lại xuống đường biểu tình lật đổ chính quyền, rồi xóa bỏ đảng cộng sản. Cái điều đó mà trong khi anh bên đó anh chỉ nói mấy câu mà nước Mỹ là gì, một nói nếu như một người công dân của nước Mỹ họ cái người bản xứ thật sự họ lên tiếng cũng không nói. Còn này mình cuối cùng chẳng qua là ăn nhờ ở đậu mà thôi Đúng rồi, nói đó. chung là Nhưng họ họ thấy họ ăn hiếp những người khác được, họ nghĩ là họ sẽ ăn hiếp anh được. đúng rồi, họ 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 ù mấy người kia, tại người ta nhẹ bóng, người ta yếu bóng vía. nhưng Anh anh không nhìn có sợ thấy, ma, anh không có sợ anh nhìn ma thấy đâu. dần dần nếu mà không khéo nha là sẽ có một cái hệ lụy là cái vấn đề đụng cái gì cũng đi biểu tình nè, giống như thấy thấy Nga Paris by Night làm ăn cũng đi biểu tình, mà trong khi mục đích phía sau biểu tình đó là cái gì, là một cái Trục lợi. âm mưu làm ăn kinh tế thua người ta chơi cái trò bẩn Đúng rồi, trục lợi. nha. Bẩn thỉu nên là nên sao đó. nên nên ở đây thật sự ở đây nè, giống như em nói anh tại sao những cái gì anh nói ra tại sao mà được mọi người ở trong nước người ta ủng hộ anh. Thứ nhất cái vấn đề của anh nói ra đồng cảm với được mọi người và anh chia sẻ những cái xã hội nào cũng vậy, nó cũng có mặt phải mặt trái, và một người Việt Nam muốn xây dựng đóng góp Việt Nam thì mình phải nhìn vào sự thật và mình chỉ ra cái nhược điểm và giải pháp như thế nào, rồi kể cả một cái nước tiên tiến người ta cũng có những cái tốt và những cái xấu của người ta như thế nào, cái đó là một điều bình thường thôi, làm gì đâu mà phải lên án. Anh đâu phải là anh nói những cái gì đâu mà phải lên án, mà trong khi những người đó những người gì những người Việt ở hải ngoại mà ngược lại nhảy bổ vào anh mà gọi là dân chủ nhân quyền gì đó, nhảy đâu tự động đi đến nhà người ta bấm chuông gõ cửa live stream chửi bới người ta, đó gọi là dân chủ nhân quyền Cái đó gọi là đâu đúng rồi, đó phải, nè. cái là nên côn nên đồ, cái đó là nên côn đồ, nên cái đó nên là hành nên động nên côn tại đồ. sao những người dân trong nước bây giờ cả bao nhiêu diễn đàn, cả diễn đàn ông Benny Chương hay cả diễn đàn David Lê, tại sao mọi người không không ủng hộ mà người ta chỉ trích là tại sao nói những điều không có, chỉ là những điều gọi là mị những người dân trong nước mà thôi. David Lee là thằng tên ba xạo. David Lee là cái tên, nó là David Lee chứ không phải là David Lê đâu. David Lee. Đó, Xin thế chào anh Đen đi Nguyễn anh đúng Danny Nguyễn nha. không? Đó. Chào anh Danny Nguyễn. Dạ. Nói chung anh Danny Nguyễn cũng là người sống ở nước ngoài. Thì tôi nói không phải là tôi rất cảm ơn một rất nhiều anh chị em ở Mỹ ủng hộ tôi, nhưng mà tôi không muốn các anh chị em bị liên lụy. Có nhiều người muốn kết bạn ở ngay cả Mỹ kết bạn với tôi. Đấy, mà muốn ủng hộ tôi nói không, đừng có ra mặt. Tại một mình tôi thì được rồi. Tại vì cuộc sống cơm áo gạo tiền của các anh ở bên đất Mỹ này, mà tôi hiểu nó còn phải lo cái cuộc sống hàng ngày ở đất Mỹ này. Nếu mà không có tiền khổ lắm, tôi biết không có tiền mình sẽ đi vào những cái tình trạng, nếu mà bị chuỗi cộng đồng mà nó phá rối về cuộc sống đó, không phải là mình không phải là giỡn đâu. Tại vì tôi đứng vững được đó, là tôi thì đứng vững được tại vì tôi
hiểu được cái luật pháp Mỹ và tôi sống không có sống trong cái cộng đồng của người Việt như anh Danny là Quốc Dương hay một rất là nhiều người khác nữa. Gần đây cũng có một số người đã kết bạn ủng hộ tôi, nói tôi nói là tôi tuyệt đối khuyên những người đó rằng ngay cả Kenny ở bên Pennsylvania nhà cũng vậy, các bạn yêu nước nhưng mà các bạn đang sống trong cái vùng của tụi nó, các bạn cần phải, anh chị em cần phải cẩn thận, tại vì tôi không có sống trong cái vùng của tụi nó. Với lại những cái cuộc chơi này tôi đang nắm, tôi làm chủ tình hình, hiện nay tôi đang làm chủ tình hình, tôi đang kiện, tôi đang truy tố tụi nó trước mặt tòa án, thì tụi nó đã phạm một cái luật gọi là dọa dọa giết tôi. Đây là một cái điều rất là nguy hiểm đấy, không thể chấp nhận. Thì nói chung là tôi đang nắm cái phần thế mạnh hơn, còn tụi đó hiện nay những tung tin thất thiệt và hù dọa tôi và những cái gì mà họ kéo cộng đồng của họ vô cũng hoàn toàn là sai trái. Thì tôi chờ cái vụ truy tố xong tôi bắt đầu tôi sẽ đâm đơn kiện kiện mình phải kiện để cho nó đền, tại vì nó bọn này nó đã sử dụng cái chính sách không không đúng. Dạ Hiện đúng nay rồi. tại vì tôi các bạn biết khi tôi làm việc tôi lên tiếng như thế này tôi cũng hiểu được Việt Nam mình và Mỹ hiện nay là hai người bạn và họ đã Dạ đúng rồi, bình Việt Nam thường Mỹ quá mà. quan hệ ngoại giao rồi. Một khi một cái quốc gia nào mà đã bình Đúng thường rồi. quá quan hệ ngoại giao đó thì những cái lĩnh vực mà mình nói về chính trị đó, nó không ảnh hưởng tới an nguy của hai quốc gia thì nói chung là nó không có gì sai trái cả các bạn. Tụi nó dùng những cái chính sách hù dọa, nó đưa FBI ra những cái luật định mà từ hồi năm 1953 đó các bạn, thời hậu cộng sản mà Mỹ và cái cối cộng sản là hai kẻ thù không đội trời chung đó, thì cái lúc đó đó cái nghị định của FBI họ đưa ra là những người nào mà có cái sự mà thân thiện với cộng sản thì cần phải tố giác. Thì cái đó bây giờ là Mỹ là một cái, và Mỹ đã gọi là ngoại Mỹ đã cùng với cộng đồng thế giới lập chung cái nền hòa bình và hiện nay gọi chính sách toàn cầu hóa thì nó không còn nữa, cho nên nó cũng sử dụng cái hành động này để nó hù dọa tôi. Đấy, ngay cả cái thằng Lisa Phạm đó, nó sử dụng những cái hình ảnh, nó sử dụng những cái tiếng nói của FBI nè, CIA nè, INS nè, những cái cơ quyền của Mỹ nó để làm nó dọa tôi. Đây là một cái điều rất rất là sai lầm. Khi các bạn sử dụng những cái quyền hành công quyền mà uy tín của Mỹ đem vào trong chính trị để làm dọa người khác, đây là một cái sự sai lầm vô cùng kinh khủng. Đấy. Tôi cũng có Dạ. trình bày vấn đề này với FBI. Đây là một cái vấn đề chính trị là chính trị. Anh chơi thủ đoạn nào kệ anh. Thứ nhất, trên các diễn đàn mạng anh không được dọa người ta. Anh không được dọa gọi là dọa giết. Đấy. Thành ra những cái bằng chứng nó rất là rõ ràng. Thì bây giờ tôi chỉ chờ thôi. Còn tụi nó hiện nay nó đang khiêu khích, nó đúng là nó đang khiêu khích, nó đang dụ tôi, Dạ đúng rồi, đang nó khiêu đang khích anh. làm cho tôi bị sa lầy, Đúng bị rồi, rơi vào hoặc là bẫy. để một Anh cái chị em nó sơ bạn nó hở đi gì đó. Dạ, hoặc là đấy, để một cái sơ nếu mà hở bây gì đó. giờ tụi nó tung tin nói là Hằng Lợi Minh nó sợ, nó trốn như con chuột, nó trốn như con chó này kia, không sao không sao. Nếu mà các bạn suy nghĩ đi, bây giờ tôi đi ra ngoài đời, tại vì mấy lâu nay tôi chỉ chiến đấu trên mạng thôi với các diễn đàn mạng tôi chiến đấu, mà trước mặt tòa án đi, tôi bây giờ trước mặt tòa án đi, tôi là người bị cáo đi, và Dương là người mà bên bên thẩm phán thì Dương là người thẩm phán đi, thì tôi sẽ nói với quan tòa rằng trước mặt quan tòa tôi là một công dân của nước Mỹ, tôi sống và theo hiến pháp của nước Mỹ là First Amendment, quyền tự do ngôn luận và sự bày tỏ cái sự chính kiến của tôi. Đấy. Tôi chia sẻ những cái gì về nước Mỹ tôi dựa trên thống kê và truyền thông. Đấy, tôi trình bày với quan tòa là tôi dựa trên những truyền thông báo chí của Mỹ để tôi chia sẻ với đồng bào và người dân trong nước chúng tôi để hiểu rõ được những khía cạnh về mặt trái và mặt phải của một quốc gia Hoa Kỳ như thế nào. Và tôi không có chống ai ở ngoài đời, bất cứ một cộng đồng hay người nào hết, thì tôi sẽ trình bày những cái nguyên nhân như thế nào. Còn ở những người ngoài đời họ họ sử dụng những cái cách mà gọi là rồi sập lễ cho tôi sập bẫy để tôi đi ra. Nếu mà bây giờ tôi cầm cờ tôi đi ra ngoài, các bạn nghĩ tôi đi ra ngoài để mà chống với họ thì là tôi sập bẫy, vì bởi vì tôi đã tham gia trực tiếp ở ngoài đời. Các bạn thấy không, nó khác nhau rất là nhiều, cho nên hiện nay là phải bình tĩnh và khôn khéo để không bị Dạ đúng sập rồi, chính bẫy xác. họ. Đấy, Tại thì vì tôi nói họ tôi sẽ trình bày trước mặt quan tòa những điều đó, và sau đó tôi sẽ tố ngược lại họ, tôi sẽ kiện lại họ vì họ vu khống. Đây là đó là những cái tội rất là vu khống đấy. Những gì tôi nói ở trên đất Mỹ nó hoàn toàn dựa trên hiến pháp và luật pháp của Mỹ, tại vì đó là cái gì mà người ta phát biểu thôi, chuyện cầm cờ hay giải phóng nước Mỹ, một câu nói rất là đơn giản, một câu nói nó rất là
bình thường, nó không có mang tính cách mà gọi là khiêu khích hay là kích động. Mà trong khi đó tôi cầm cờ, tôi đang nói chuyện với những người anh em, tôi live stream với những người anh em trong nước, chứ đâu phải tôi cầm cờ đó mà tôi đi live stream với những người mà chống cộng ở hải ngoại. Không có, không có, tại vì Tony Phan tôi có ơi, quyền. khi nào mà ảnh hưởng đến cái người bản xứ người ta đi, người ta ẵn lên đi mình hả ấy, còn bây giờ quyền lợi của mình đâu có gì đâu mà cần gì mình phải ẵn lên nhiều Tôi vậy, nói nè, đúng không? họ Sao đâu dám mà đụng tới, họ dám đụng tới cái ông CIA, cụ tình báo CIA mà Andrew không dám. Ông đó nói là tôi thích gọi anh là đồng chí, mà không những ông còn lên án nữa. Ông nói tôi bị chính phủ của tôi lừa tôi. Ông viết bài báo rất là hay, nhưng ông những cách phát biểu của ông mặc đồ, ông mặc áo cờ đỏ sao vàng, ông đội nón cờ đỏ sao vàng đó, thằng nào dám đụng tới ông? Tôi nói mấy cái đám mà chống cộng ở ngoài đời đó có dám đến đụng cái cọng lông chân của ông đó không? Dám, nó chỉ dám ăn hiếp những người như tôi hay là những người khác, những người mà yếu bóng vía thôi, những người này mà có thể mà sợ hãi trước bọn họ thôi, không dễ đâu. Thằng Lợi Minh thì không dễ đâu. hơi bị khó, hơi bị khó. Nếu mà cuộc thư kiện này có thể là tôi sẽ làm giàu đó cho bạn. Đây là một cái cuộc thư kiện cỡ lớn chứ mà nó kéo dài đó, tại vì tôi sẽ thư kiện lên cả cái cộng đồng. Tại vì cộng đồng vừa rồi họ đã đem những cái hình ảnh của tôi và họ sử dụng cái đài truyền thông của họ. Tôi xem trên cái đài truyền thông của họ, họ sử dụng cái truyền thông của họ để đặng mà họ đưa những cái hồ sơ, những cái tin tức của tôi như thế nào. Đây là một cái điều mấy người này nói đúng ra là họ họ ở Mỹ tôi không hiểu nổi. Tôi không hiểu nổi luôn á. Luật pháp Mỹ nó đâu có cho phép tầm bậy tầm bạ gì. Mà tự họ kết án tôi nữa chứ. Ngay cả cái cộng đồng của người Việt Nam, cái đài news mà chính đó, của Arizona đó, họ tự kết án tôi luôn. Anh không có thẩm quyền anh kết án người ta. Ở Mỹ anh có không có thể nào dùng cái chữ gọi là assume. Anh không có, người đó mới vừa nói ra anh assume là anh giống như là anh đoán, là anh phán xét người đó, anh nghĩ là như vậy, không có được, không có được. Hồi đó mà Có tôi nói chuyện với thằng nghĩa boss nó là đi phán đó, xét cái từ đó xong dịch lại tiếng Việt là đã nói là gán ghép cho người ta vô cái tội cái kiểu chụp mũ anh assume người ta mới vừa nói, anh assume nói à. đó. Hồi đó tôi làm việc cho người Mỹ, tôi nói chung tôi làm việc cho Mỹ không, mà khi tôi nói cái gì mà nó không chính xác tôi nói với ông boss tôi, nói ông dạy tôi bây giờ tôi thích sống với người Mỹ, ông dạy tôi nói đừng bao giờ nói cái gì mà mình chưa nắm được cái bằng chứng và cái bằng cớ. Cái đó là mà ổng dạy tôi làm Mỹ, Mỹ nó thương tôi lắm. Nó dạy nói cái đó là mình assume khi mà mình làm vậy đó, thì Anh thay vì nghĩ mình tố một cái sự đây, việc nào đó, anh mình nghĩ tố một cái sự việc nào cái đó. cờ của anh Lê Minh cầm là cái cờ của nước Việt Nam, còn cái cờ cộng sản là cờ búa liềm. Anh Đúng lộn hai rồi, đúng cờ rồi, rồi, đúng anh rồi, lộn đúng hai lá rồi. cờ rồi. Cờ đảng, Một cờ cái đảng, đảng cờ đảng và một cái cờ là cờ của đất nước Việt Nam. cờ tổ quốc, cờ tổ quốc anh được Ừ, quyền cầm chứ, đúng. cái cờ đó là được cả thế giới công nhận. Bây giờ anh đi ra anh cầm cờ đỏ sao vàng ở ngoài đường á, người Mỹ thằng này người Việt Nam nè, nó yêu tổ quốc của nó nè. Ừ, chuyện Cũng bình có những thường người đâu Mỹ mà. họ họ cầm một cái lá cờ nho nhỏ trên xe của họ, họ người, lá cờ nước Mỹ của họ, họ cầm lên trên xe của họ chạy vòng 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 có sao đâu. Cái đó là cờ quốc gia, đâu phải. Nếu mà tôi cầm cờ ba que thì chắc là mấy ông ủng hộ, mà Mỹ nó đâu có biết cái cờ ba que là cờ gì đó. Cái cờ đó nó chỉ đại diện cho cộng đồng thôi, chỉ đại diện cho cộng đồng thôi, một cái cộng đồng thiểu số thôi. Còn tôi là người Việt Nam, Mỹ nó cũng dạy tôi, nó nói tôi là người Việt Nam, tôi là công dân Mỹ, nhưng mà tôi là người Việt Nam, Việt Nam. Việt Nam trong trái tim tôi, Việt Nam tôi yêu quê hương tôi, đâu có gì sai, đâu có gì sai. Tại nơi đó là nơi mà tôi sanh ra và lớn lên, ai cấm tôi, đâu có ai quyền cấm tôi gì đó. Hiến pháp Mỹ đâu có cấm anh yêu cái quê hương tổ quốc của anh. Đấy, tôi là công dân Mỹ nhưng tôi vẫn có quyền yêu cái quê hương tổ quốc của tôi chứ. Tại sao người Do Thái họ sống trên đất Mỹ, họ vẫn yêu cái quê hương tổ quốc của họ và họ trở về họ lập quốc của họ, Ủa, mặc dù họ vẫn sống khiêu ở khích trên đất sao Mỹ. Tony Phan hả? Khỏi sao rồi khiêu Đấy. khích hả? Ủa, bạn bạn có những người từ bên bên nước Mỹ quay về Việt Nam đó, lên live stream chửi, kể cả chửi luôn cả vị lãnh tụ của đất nước người ta, Khiêu rồi thì khích. sao? Rồi nêu đích danh những cái người gọi là vu khống cho người ta ăn hối lộ thì sao hả? Khiêu khích, chỗ nào khiêu khích tôi nói coi, chỗ nào không có Khiêu bằng khích ở chỗ chứng, gì? thằng nào khiêu khích đó,
thằng nào lên trên mạng này tuyên truyền khiêu khích, cái đám nào tuyên truyền khiêu khích Đúng rồi, đó đó, bây giờ thằng là nào con mà khi, vậy. thằng nào tới nhà mà đập cửa đập Đúng cửa, rồi, đó là còn ai? nói là chỉ có chỉ hai thằng tôi thôi làm sẽ cho Lợi Minh đi về với bác, cái câu đó là đã chết rồi đó, cái câu đó là anh nói với lại Dương là cái câu đó là đã chết rồi. Tôi sẽ nói với trước mặt tòa rằng hai người này đã muốn có hành động gọi là cố sát, tại vì nói rằng bác tôi đã chết rồi, bởi vì hai anh này, ba người này chứ không phải, họ nói rằng tôi nó họ sẽ cho anh về với bác của anh là họ muốn giết tôi. Trời ơi, câu này ngon rồi nha, câu này ngon à. Ủa, anh nói như vậy là anh ra tòa anh cãi hay lắm. Anh cãi mà bà không phán gì, anh làm ăn á, anh cãi mà bà đó, bà nói mày dọn. Hả? Bây giờ các bạn đấu đá nhau được cái gì? Chỉ làm xấu có bộ mặt của những người Việt kiều mà thôi, chứ chẳng được gì. Còn người dân trong nước này bây giờ nhìn thấy một người Việt kiều là cảm thấy họ rất e ngại rồi. Làm như thế tội cho những người Việt kiều chân chính, họ không tham gia một cái đoàn thể nào mà vô tình cái người trong nước nhìn họ với một cái ánh mắt e dè, thì có phải sao? Anh bủa tụi nó mười mấy hai năm nay rồi mà anh tiếp tục anh bủa chứ anh không có buông tha cho tụi nó đâu. Đấy, anh đọc ít khi nào mà anh đọc comment tụi nó lắm. Anh ngồi anh nói anh nhắm mắt là anh nói là anh biết hết trơn, anh rành tụi nó rồi. Còn em mà góp ý tụi này vô vô tác dụng em ơi. Đất nước của mình, dân tộc của mình đã và đang đổi mới, bây giờ mình chia sẻ về vấn đề đổi mới phát triển và cái sự khác biệt giữa Việt Nam và Mỹ, cái sự khác biệt như thế nào và cuộc sống của mình nó đang đổi mới, con người của mình đang văn minh như thế nào. Còn mấy cái thứ low class đó, kể đi mày. Hồi nãy nghe em nói về vấn đề có người nói là cờ 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 ba que tại sao không cho cầm ở trong nước, cái đó là một sự ngu xuẩn, một cái lời nói ngu xuẩn. Với một cái lá cờ đó nó không có phải là một cái lá cờ chính thể, một cái lá cờ của một cái nhóm tàn quân, một cái lá cờ của Ngụy Sài Gòn, một cái lá cờ mà bại trận bại binh bại tướng, một cái lá cờ ô nhục, nó không có được cầm lên. Cũng giống như cái lá cờ mà của những quốc gia mà họ đã bại trận, lá cờ mà ở bên Mỹ nó cũng có một cái lá cờ bại trận, đó là lá cờ của Confederate, lá cờ đó là không được treo, cấm không được treo trên nước Mỹ, cờ của Mỹ nha, là hồi cái thời kỳ mà nội chiến của nước Mỹ đó. Các bạn mà cầm lá cờ đó ra ngoài là hơi bị phiền đó, hơi bị phiền đó. Đấy. Các bạn vừa rồi đâu thấy vấn đề mà Confederate, có gọi là cuộc chiến nội chiến của Mỹ 3 năm trời mà nó đánh ở East and West đó, Đông Tây nó đóng nó đánh nhau đó. Lá cờ đó đâu có cho, lá cờ là cờ bại binh bại tướng mà. Lá cờ đó là cờ ô nhục. Và nó không có cho. Ở Việt Nam mình cũng vậy thôi, cái đồ ngu ngu như con bò vậy mà cũng đòi nó cờ. Đó, mấy mục đích của những người mà còn nói mà muốn lập hội lập thiền trong toàn là lập gì, lập tôn vinh ba que không, lập ra muốn lật đổ muốn tàn sát lẫn nhau không, mà lập hội lập thiền cái gì, lập gì kỳ cục vậy. Đó, nhìn tôi nói giống như cái thằng Nam thằng Thục thằng Hợp thôi, kêu mấy thằng này bằng thằng thôi, mấy thằng này tại vì nó đâu có tư cách, nó già đầu nó ngu và nó lãnh, nó sử dụng tôn giáo như cái liều thuốc phiện để đặng mà nó dụ dỗ lòng dân. Sự tôn giáo trong mưu đồ chính trị là một sự ngu xuẩn nhất hiện nay, là một cái sự ngu xuẩn, rất là ngu xuẩn, mất dạy, dùng những điều đó để đặng mà gọi là tuyên truyền tẩy não những cái người con chiên giáo dân ngây thơ, tại sống đạo tốt đạo đẹp đời chứ không phải đạo là để làm cho con người ta sống để giảm bớt những tội ác những vấn nạn của xã hội, chứ không phải sử dụng những đó trong mưu đồ. Các bạn thấy thằng Nam nó giảng đạo luôn, nó cái kiểu của nó mất dạy luôn, nó đem Bác Hồ ra nó xuyên tạc, nó đem đất nước ra nó xuyên tạc, cái đó là sai trái, đi ngược lại với đạo lý, đi ngược lại với chân lý của Kinh Thánh, cái đó là sự bịp bợm xảo trá mà đòi lập hội lập thiền gì, lập toàn là ngồi đó bao que rồi tối ngày rồi phục cuốc không, tầm bậy tầm bạ. Thời buổi bây giờ là mình phải nói vấn đề văn minh phát triển đổi mới đấy, giữa cái sự Dạ khác đúng biệt. anh. Nó hỏi bây giờ anh hỏi em Dương, bây giờ mấy thằng này nó ngang tàn lắm, mấy tụi ba que nó ngang tàn lắm em ơi. Em nói cỡ nào hả là nó cũng xuyên tạc được hết trơn á.
bây giờ nói chung chỉ mấy nói này ngang là giỏi mà. Em mà lên mấy cái diễn đàn mạng mà của mấy cái tụi mà chống cộng ở trên Pow Talk cũng vậy nữa. Đấy, là tụi nó hả? Màn ơi, toàn là một cái đội quân ô hợp. Một cái đội quân ô hợp của bao que sổ lá. Nó gào là giang hồ chờ chống cộng. Nó lấy những cái tên của diễn đàn của nó không khí ghê nó thôi. Giang hồ mà em nghe nó chửi nổi cái da người lên luôn á. Chứ không phải giỡn đâu, nó chửi. Giang hồ chống cộng. Nó có những cái room của nó. Khủng khiếp lắm. Cho nên cái tụi ô hợp này, một cái đội quân ô hợp này thì không thể chấp nhận được. Khi mà xã hội con người mình đang đổi mới và phát triển. Nãy thấy có anh Binh Đỗ muốn lên, anh Binh Đỗ có lên anh Binh Đỗ. Em nói nhiều quá anh hồi. Em dành nói hết của anh Binh Đỗ là anh bằng đồ nào. Không, lấy cái đó mình chuyển qua đề thành một cái đề tài của mình thôi. Những cái lời mà tụi nó mà gọi là chống phá đó, em sử dụng cái những cái điều của nó trở thành, biến thành một cái đề tài để mình chia sẻ. Mở rộng những cái đề tài ra. Còn mà em trả lời ngược lại tụi nó hả, mấy thành phần này vô nghĩa. Đối với anh là đơn phải gọi là nói chung là đúng rồi, em cũng biết mà, nhưng cơ bản mình cũng nói lên cho nó mới biết đúng, một chút là cái quan điểm của mình. Đúng, anh hiểu ý của em. Ừ. Anh hiểu ý của em. Em có cái sự nhiệt tình và nhiệt tâm, nhưng mà cách của anh rất là cương quyết. Con người của anh cương quyết, anh thì khác, thì anh chỉ góp ý kiến thôi. Cái Dương á thì anh thấy còn giống như là nó gọi là flexibility, có nghĩa là uyển chuyển. Em còn uyển chuyển, em nghĩ rằng em có thể là giống như là những cái nhóm người này có thể giáo dục lại được. Em có thể làm cho họ biến biến cải thành một con người tốt để hướng thượng hướng thiện và quay về chính nghĩa, quay về tổ quốc. Anh nói với em no way, mấy đứa mấy thành phần là no door luôn. No door luôn đúng, no way, no door. No door luôn, tụi nó chỉ go to the hell. Mấy cái đám này chỉ go to the hell. Anh nói thiệt, nó chỉ go, con đường của nó đi là go to the hell. Câu này trong cái tiếng Anh, cái câu này giống là câu mạ lị, go to the hell. Yeah. Chứ con đường của nó đi là chỉ đi xuống dưới cái giống như là địa ngục thôi. Đi xuống những cái hố dơ bẩn thôi. Con đường tụi nó chỉ có vậy thôi. Còn nói về nhân tài đất nước của mình, anh nói với anh chị em, tôi nói với anh chị em các bạn trong diễn đàn đó, nhiều người người ta âm thầm người ta về lắm. Tôi đã nói rồi, ngay cả tiến sĩ Trần Vinh Dự đó, bỏ cả một cái 100.000 đô, 200.000 đô ở cái lương ở bên Mỹ trở về Việt Nam đấy, bỏ cả một cái 100.000 đô, 200.000 đô ở cái lương ở bên Mỹ trở về Việt Nam đấy, đi nộp đơn tìm có 5 triệu, 3 triệu thôi, đi tìm ở Việt Nam, đi tìm công ăn việc làm. Người ta là một người giỏi, ta về Việt Nam. Các bạn có thấy một anh bác sĩ ở Bình Dương không? Của người bác sĩ Mỹ đó, trẻ về Việt Nam phục vụ cho cái bệnh viện, được người dân Việt Nam trong nước yêu mến. Cái cách phục vụ của anh ta là lúc nào cũng lo cho người bệnh nhân hết. Người bệnh nhân về gọi điện thoại thăm hỏi bệnh tình thế nào, được thương mến, các bạn thấy không? Cũng có rất nhiều người, ngay cả một tiến sĩ bỏ những cái dự án mấy trăm ngàn đô ở bên Mỹ để đặng mà ở nước ngoài, đặng mà về Việt Nam chế thuốc, nhiều lắm. Người ta âm thầm, người ta không phải lên trên các diễn đàn mạng để mà láo phét mà lóc chóc, mà giống như mấy cái đám mà dòi bọ ba que sổ lá chấm cộng trên diễn đàn mạng này, nói tại sao không sử dụng nhân tài, tụi mày là cái phớ gì, tụi mày đồ cái lũ gọi là khô cách thảo ôm khôn nhà dạy chợ thôi. Nói gì mà những người trí thức tụi này nó còn chưa có cửa nữa, nó chưa có cái cửa nữa, chứ đừng có nói mà về đặt. Tại sao trí thức rồi người ta không về, người ta về không lẽ người ta đi trình báo với mấy cái đám ô hợp này à? Không dám đâu. Xem theo dõi báo chí, những người mà người ta về thấy hàng trăm ngàn người Việt Nam trong 3 ngày Tết thôi, gần 200.000 người cho ta ta kéo nhau đi về với quê hương. Ngay cả những nghệ sĩ, những văn hào, những trí thức, người ta về với quê hương trong sự âm thầm và lặng lẽ người ta làm việc đấy. Các bạn thấy ngay cả Chí Tài, Elvis Phương được, những người đó người ta về Việt Nam bây giờ người ta sống như thế nào đấy, rất là đàng hoàng, rất là đâu qua đó. Trong khi đó những người ta có nghĩa là làm phi lợi nhuận mà người ta mang văn hóa ở nơi khác như vậy, người ta truyền đạt cho người dân đây. Còn trong khi những cái bọn đó nó là người Việt Nam mà dỗ ngực ta đây là người giỏi, nhưng luôn luôn đòi hỏi cái quyền lợi khi về Việt Nam, những cái đó, thành phần đó không cần đấy. Mình cần làm gì mấy cái thứ mà gọi là dồi bỏ,
dồi bọt lên trên này trí thức không có Việt Nam, không có tận dụng nhân tài. Bản thân tụi nó biết nhân tài là cái gì chứ? Thấy người ta thấy một cái, thấy một người Việt nào ở trên đất Mỹ đó, họ là được làm trong quân đội, được vinh danh trong quân đội Mỹ, thì bắt đầu nhảy theo ăn ké. Những người đó họ ăn cơm Mỹ, họ phải phục vụ nước Mỹ. Cho các bạn biết, ở Mỹ đó, nó có một cái chính sách rất là rõ ràng, khi mà bạn mà làm trong chính quyền Mỹ đó, gọi là ăn cơm của Mỹ, phải phục vụ quyền lợi quốc gia của Mỹ. Mà nói ngược lại, tôi nói cho nó ra tôi, đảo nên... tôi mà đố những người đó dám cầm cờ bao que hay là nói về chính trị về Việt Nam, tôi đố là bị lột chức liền, lột lon liền, là đuổi việc liền. Chứ không phải giỡn đâu, Mỹ người ta đâu có đó đàng hoàng lắm. Tôi nói ngay cả những người về Việt Nam, ngay cả những người con lai nè, tôi nói về con lai như Phi Nhung nè, các bạn thấy không? Phi Nhung ra qua Mỹ sống và quay trở về Việt Nam, các bạn thấy cô ấy làm rất là nhiều đạo đức và từ thiện ở Việt Nam, được người dân Việt Nam thương mến và yêu mến. Phi Nhung là một cái điển hình, là tôi nói là cô ta là người con lai đó, một tấm lòng, dạ, đúng rồi. Một tấm lòng rất là rộng lượng và phan dung, một tấm lòng rất là vĩ đại. Tôi nói là đáng để được mà gọi là ca ngợi và nói về cô ấy, phải nói là thật là vĩ đại. Một người mà Việt kiều đó, mà con lai nữa, đâu phải tôi nói, ngay cả nhiều người nói tôi là tại sao ghét con lai, tôi không có ghét ai chứ, tôi chỉ ghét những thành phần và lợi dụng quyền tự do dân chủ của Việt Nam để đang mà phá hoại công cuộc đổi mới của đất nước. Thì anh chia sẻ tới đây thôi, hình như là bị giới hạn về vấn đề mà nhiều khi nói chuyện nó phải có cái cảm hứng mà phải không, khi mà nó yeah, hết yeah. Rồi cái mình phải hết cảm hứng thì đó lắm. Yeah. Ok, các bạn cho mình Dương, hello anh Bằng Nguyễn, anh chị em các bạn lần nữa nha.